Trong tiểu mục đời sống quân sự ngày hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về khẩu súng bắn tỉa giảm thanh VSS Vinturet, loại vũ khí được mệnh danh là sát thủ câm lặng của quân đội Nga. VSS Vinturet được ra mắt lần đầu tiên vào giữa những năm 1980, thời kỳ Nga vẫn thuộc Liên Xô. Mục đích tạo ra khẩu súng này chính là để thay thế súng trường AK-47 và AKM với ống giảm thanh gắn rời. Hiện nay, VSS được sử dụng nhiều trong lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga ở Ba Lan cũng như Armenia nhằm mục đích chống khủng bố hoặc tiêu diệt các nhóm phiến quân. Về tầm bắn, VSS Vinturet chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 300m, bằng một nửa so với các mẫu súng bắn tỉa thông thường. Bù lại, điểm mạnh của Vinturet so với những khẩu súng bắn tỉa khác chính là nòng súng. Khi nòng của VSS cũng chính là ống giảm thanh, hay cụ thể hơn là một loại ống giảm thanh được chế tạo đặc biệt bao quanh nòng của VSS. Nòng súng có rất nhiều lỗ thoát khí dọc theo các rãnh xoắn. Các lỗ này khớp với các lỗ trên ống giảm thanh, nó sẽ giảm tối đa tiếng ồn cũng như làm mát luồng khí nóng khi súng khai hỏa. Ống giảm thanh này cũng có thể tháo rời ra dễ dàng để bảo dưỡng và cất giữ. VSS Vinturet sử dụng đạn cận âm 9x39 ly SP5 hoặc SP6 nặng 16 gram, phát triển từ loại đạn 7,62x39 ly. Lượng thuốc súng trong hai loại đạn này chỉ đủ để đẩy đầu đạn bay với sơ tốc 282-292 m/s, nên không tạo ra tiếng nổ siêu âm. Trong điều kiện thông thường, loại đạn này có thể xuyên qua thép dày 6mm từ cự ly 100m và 2mm trong phạm vi 500m. Một điểm mạnh nữa của VSS Vinturet là khẩu súng này rất gọn nhẹ, chỉ có khối lượng khoảng 2,5kg khi không trang bị kính ngắm, đồng thời có thể dễ dàng tháo rỡ và cất vào vali, qua đó rất thích hợp khi sử dụng trong các nhiệm vụ bí mật.